Kỷ Camry là thời kỳ đầu tiên của Đại Cổ Sinh, đánh dấu sự khởi đầu của Đại Nguyên Sinh. Thời kỳ này kéo dài khoảng 55 triệu năm trong khoảng thời gian từ 541 triệu đến 485 triệu năm trước. Nó được đặt theo tên của xứ Wales trong tiếng Latin là Cambrian, nơi các hóa thạch tương ứng vào thời kỳ đó lần đầu tiên được xác định ở Anh. Adam Sedgwick là một trong những người tiên phong nghiên cứu địa chất, đã đặt tên cho thời kỳ này vào năm 1835. Kỷ Camry là thời kỳ có sự thay đổi mạnh mẽ trong lịch sử tiến hóa của trái đất. Thời kỳ này được đặc trưng bởi sự xuất hiện nhanh chóng của các dạng sự sống đa dạng. Chỉ trong vòng 13 triệu năm, nhiều nhóm động vật chính còn tồn tại đến ngày nay và một số nhóm khác đã tuyệt chủng hoặc đã tiến hóa. Thời kỳ này được gọi là vụ nổ Camry hay vụ nổ lớn sinh học, là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử sự sống trên trái đất. Kỷ Camry còn được biết đến với sự xuất hiện của các sinh vật có bộ phận cơ thể bị khoáng hóa, do đó dễ bị hóa thạch. Điều này giúp các nhà khoa học có thể lưu giữ hồ sơ hóa thạch rõ ràng để theo dõi quá trình tiến hóa của sự sống trên trái đất. Ngoài những thay đổi về dạng sống, khí hậu và địa lý của trái đất cũng thay đổi đáng kể trong kỷ Camry. Trong phần mở đầu series lịch sử địa chất trái đất này, chúng ta sẽ thảo luận về dòng thời gian của kỷ Camry và theo dõi những thay đổi diễn ra về mặt khí hậu, địa lý và các sự kiện quan trọng xảy ra trong thời kỳ này nhé. Hãy ấn like, subscribe và thắt dây an toàn để chúng ta bắt đầu chuyến hành trình về quá khứ này thôi nào. Dòng thời gian kỷ Camry. Kỷ Camry là thời kỳ đầu tiên trong 542 triệu năm cuối cùng của lịch sử địa chất trái đất Đại Nguyên Sinh. Đây cũng là kỷ đầu tiên trong 6 kỷ của Đại Cổ Sinh. Thời kỳ này kéo dài 55 triệu năm, khoảng từ 541 đến 485 triệu năm trước. Kỷ Camry bắt đầu vào cuối kỷ Ediacaran, thời kỳ cuối cùng của Đại Nguyên Sinh. Nó tồn tại cho đến đầu kỷ Ordovic. Toàn bộ thời kỳ này được chia thành 4 kỷ nguyên hoặc thời kỳ phụ, cụ thể là số 1, thống Terranuvian, kéo dài từ 541 đến 521 triệu năm trước, thống Camry 2, kéo dài từ 521 đến 509 triệu năm trước, thống Camry 3 hay Miaolinsian, kéo dài từ 509 đến 497 triệu năm trước, thống Phù Dung, bắt đầu từ 497 triệu năm trước và kéo dài đến 485 triệu năm trước. Ngay sau đây, hãy cùng chúng mình tìm hiểu chi tiết hơn một chút về các thống này nhé. Đầu tiên là thống Terranuvian 541 đến 521 triệu năm trước. Terranuvian là thống đầu tiên của kỷ Camry. Trong thời gian này, khí hậu trái đất bắt đầu ấm lên sau một thời gian dài băng hà lan rộng và có nhiệt độ cực lạnh. Không có sự sống trên đất liền trong suốt thời kỳ phụ này và trong phần còn lại của kỷ Camry. Thay vào đó, phần lớn hành tinh được bao phủ bởi nước. Mực nước biển khá cao vào đầu kỷ Camry do sông băng tan chảy. Điều đáng chú ý là sự sống đã tồn tại trong các đại dương trên trái đất trước giai đoạn này. Nhưng phần lớn các sinh vật còn sống trong thời kỳ Đại Nguyên Sinh muộn và thời kỳ Camry sớm là dạng đơn bào nhỏ. Chúng sống dưới đáy biển được bao phủ bởi thảm vi sinh vật không chứa oxy và giàu sulfur. Khoảng 538,8 triệu năm trước, các dạng động vật phức tạp hơn bắt đầu xuất hiện. Các hệ sinh thái biển kỷ Camry sớm cũng bắt đầu đa dạng hóa, với sự xuất hiện của các loài động vật có sơ đồ cơ thể khác nhau và mở rộng sang các hốc sinh thái mới. Terranuvian được đặc trưng bởi sự xuất hiện của các sinh vật sống sớm nhất có vỏ cứng, bao gồm bọ ba thùy, động vật tay cuộn và các hóa thạch có vỏ nhỏ khác. Trong thời kỳ này, siêu lục địa mới bắt đầu tan rã và các lục địa được sắp xếp khác nhau với hình dạng như hiện tại. Số 2, thống Camry 2, từ 521 đến 509 triệu năm trước. Hành tinh này tiếp tục ấm lên trong thống thứ 2 của kỷ Camry. Mực nước biển cũng tiếp tục tăng, dẫn đến lũ lụt lan rộng ở rìa lục địa. Vào thời điểm này, các lục địa đã được sắp xếp thành hai vùng đất, Gondwana và Laurentia. Những vùng đất rộng lớn này bao phủ với một đại dương toàn cầu được gọi là đại dương Pantalassic. Thống Camry 2 được đặc trưng bởi sự đa dạng hóa hơn nữa của sinh vật biển diễn ra nhanh chóng. Động vật chân đốt, đặc biệt là bọ ba thùy, là sinh vật phong phú nhất ở biển Camry và chúng tiếp tục tiến hóa thành những dạng mới. Động vật thân mềm bao gồm cả ốc và chai xuất hiện lần đầu tiên vào khoảng thời gian này. Sự gia tăng của các sinh vật đào hang vào khoảng thời gian này cho thấy sự phức tạp sinh thái ngày càng tăng của các dạng sống ở kỷ Camry. Hoạt động của nó cũng giúp biến đổi đáy biển, tạo ra hệ sinh thái phức tạp hơn nữa. Gondwana bao gồm vùng đất ngày nay là Úc, Nam Cực, Ấn Độ, Châu Phi và Nam Mỹ vẫn còn nguyên vẹn trong thời kỳ này, nhưng nó đang trôi dạt khỏi vị trí ban đầu. Còn Laurentia bao gồm vùng đất Bắc Mỹ ngày nay và một số vùng của châu Âu cũng đang di chuyển về phía Bắc tới xích đạo. Số 3, thống Camry 3, Miaolinsian,
từ 509 đến 497 triệu năm trước. Khí hậu vẫn ấm áp và ổn định trong thời kỳ này, mực nước biển vẫn còn cao, tạo điều kiện cho sự hình thành môi trường biển Đông, nơi các dạng sống dưới nước mới có thể phát triển hơn nữa. Sự kiện đáng chú ý nhất của thống Cambria là sự xuất hiện của các dạng động vật có di sống đầu tiên, được coi là tổ tiên của các loài động vật có xương sống. Thời kỳ này còn được đặc trưng bởi sự phát triển của những kẻ săn mồi thực sự đầu tiên của hệ sinh thái biển. Điều này đã gây ra một cuộc chạy đua vũ trang về mặt tiến hóa của các sinh vật săn mồi, phát triển các cơ chế phòng thủ khác nhau để tồn tại. Mối quan hệ động vật ăn thịt và con mồi làm tăng thêm tính phức tạp của hệ sinh thái khi các loài mới tiến hóa và tương tác. Các lục địa tiếp tục trôi dạt về phía trước và hai vùng đất lớn cũng bắt đầu tách ra, tạo thành một số lục địa. Vào cuối thống Cambria, vùng đất Laurentia và Baltica nằm gần xích đạo. Số 4. Thống Phù Dung, từ 497 đến 485 triệu năm trước. Khí hậu vào cuối kỷ Cambri vẫn ấm áp và ổn định, chỉ có những biến động nhỏ. Mực nước biển vẫn ở mức cao và điều này tạo điều kiện cho sự phát triển của các rạn san hô được hình thành bởi các sinh vật thuộc địa gọi là vi khuẩn cổ. Thống Phù Dung được coi là đỉnh cao của sự đa dạng hóa sinh vật biển diễn ra trong kỷ Cambri. Động vật chân đốt, bao gồm bọ ba thùy và loài nhện, vẫn đang là những sinh vật phong phú nhất. Chúng đã trải qua bước phát triển đáng kể và thể hiện nhiều dạng cơ thể khác nhau. Gần cuối thống này thì loài cá có hàm đầu tiên xuất hiện. Đây là một cột mốc quan trọng trong quá trình tiến hóa của động vật có xương sống. Tuy nhiên, sự sống vào cuối kỷ Cambri nhìn chung kém đa dạng hơn so với nửa đầu. Kỷ Ordovic nối tiếp kỷ Cambri kết thúc bằng một sự kiện tuyệt chủng khiến nhiều loài bị xóa sổ. Các chuyên gia tin rằng một số sinh vật kỷ Cambri có thể đã xâm nhập vào đất liền vào cuối kỷ này. Bằng chứng cho điều này bao gồm dấu vết hóa thạch được gọi là Protignites và Climatignites. Những dấu vết hóa thạch này được coi là bằng chứng cho thấy một nhóm động vật chân đốt đã tuyệt chủng có thể đã từng di chuyển trên đất liền. Khí hậu và địa lý kỷ Cambri. Trong đại nguyên sinh, khí hậu trái đất nhìn chung là lạnh. Tuy nhiên, xu hướng ấm lên đã bắt đầu ngay trước khi đại nguyên sinh kết thúc. Siêu lục địa Rodinia cũng bắt đầu tan rã ngay trước khi kỷ Cambri bắt đầu. Vào đầu kỷ Cambri có hai lục địa chính. Một là lục địa nhỏ hơn được hình thành từ Rodinia, vùng đất Gondwana nằm gần Nam Cực hơn. Như đã nói, Gondwana bao gồm lục địa rộng lớn mà sau này hình thành nên châu Phi, Australia, Nam Mỹ, Nam Cực và một số phần của châu Á ngày nay. Vùng đất lớn thứ hai là Laurentia, bao gồm vùng đất Bắc Mỹ ngày nay và một số vùng của châu Âu. Vùng đất thứ ba nhỏ hơn là Baltica gồm Tây Âu và Scandinavia ngày nay, cũng tồn tại gần Laurentia. Baltica bắt đầu trôi dạt về phía bắc từ Laurentia vào đầu kỷ Cambri. Trong suốt kỷ Cambri, các lục địa tiếp tục tách rời nhau. Gondwana dịch chuyển về phía Nam Cực, trong khi Laurentia và Baltica dịch chuyển gần xích đạo hơn. Những chuyển động này tạo tiền đề cho các hình dạng tương lai của các lục địa. Khí hậu trái đất ôn hòa và ổn định trong suốt kỷ Cambri giữa và nhìn chung ấm hơn vào cuối thời kỳ này. Băng tan khi hành tinh nóng lên dẫn đến mực nước biển dâng cao và lũ lụt trên diện rộng ở rìa lục địa. Khí hậu Cambri muộn có thể so sánh với khí hậu của thời kỳ kỷ phấn trắng muộn và thời kỳ Paleocene sớm. Sự chuyển đổi từ kỷ băng hà toàn cầu sang khí hậu ấm hơn và ổn định hơn đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự đa dạng hóa của các sinh vật biển kỷ Cambri. Các sự kiện và phát triển của kỷ Cambri. Kỷ Cambri được đặc trưng bởi một số sự kiện quan trọng, bắt đầu từ sự bùng nổ kỷ Cambri và hình thành các hệ sinh thái biển phức tạp sau đó. Ngoài sự hiện diện của một số nhóm sinh vật mới, một số phát triển đáng chú ý khác đã diễn ra, góp phần làm phức tạp hệ sinh thái mới phát triển của trái đất thời kỳ kỷ Cambri. Số 1. Vụ nổ kỷ Cambri. Vụ nổ kỷ Cambri còn được gọi là vụ nổ lớn sinh học. Đó là thời kỳ đa dạng hóa nhanh chóng của các sinh vật sống ở đại dương. Nó được coi là một vụ nổ vì quá trình đa dạng hóa đang diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, khoảng từ 13 đến 25 triệu năm. Bắt đầu từ 538 triệu năm trước, thời kỳ này được đặc trưng bởi sự gia tăng đáng kể về số lượng và sự đa dạng của các ngành động vật chính. Trước kỷ Cambri, sự sống chủ yếu bao gồm các sinh vật đơn bào, đơn giản. Vụ nổ đã tạo ra vô số sinh vật với sơ đồ cơ thể, hình thái và chiến lược sinh thái mới. Điều này tạo tiền đề cho sự tiến hóa tiếp theo của sự sống trên trái đất. Số 2. Sự phát triển của các bộ phận cơ thể cứng. Kỷ Cambri không chỉ được biết đến với sự đa dạng hóa sinh vật nhanh chóng, mà còn chứng kiến sự tiến hóa của những sinh vật đầu tiên có bộ phận cơ thể cứng. Các sinh vật kỷ Cambri tiến hóa bộ xương ngoài chủ yếu để tăng cường khả năng bảo vệ, hỗ trợ và săn mồi.
Tuy nhiên, những chiếc vỏ, gai và các bộ xương ngoại khác được khoáng hóa này đã đóng một vai trò quan trọng trong sự hiểu biết của chúng ta về quá trình tiến hóa của động vật. Điều này là do chúng dễ dàng bảo quản dưới dạng hóa thạch hơn so với một số bộ phận cơ thể mềm của tổ tiên chúng. Số 3. Sự xuất hiện của các sinh vật đào hang. Trong những năm đầu kỷ Cambri, các sinh vật đào hang có khả năng đào hầm xuyên qua trầm tích đã phát triển. Đáy biển của trái đất thời kỳ tiền Cambri được bao phủ bởi một thảm vi sinh vật nuôi sống các sinh vật tế bào đơn giản còn sống vào thời điểm đó. Những sinh vật đào hang đã định hình lại đáy biển và tạo ra những cơ hội sinh thái mới, cho phép các sinh vật mới phát triển. Các hang cung cấp khả năng tiếp cận các nguồn thức ăn bị chôn vùi và góp phần oxy hóa các lớp trầm tích, ảnh hưởng đến quá trình trầm tích và sự phức tạp của hệ sinh thái biển. Số 4. Sự hình thành các rạn san hô. Trong các giai đoạn sau của kỷ Cambri, các sinh vật xây dựng rạn san hô nguyên thủy, trước đó gọi là vi khuẩn cổ, đã xuất hiện. Những sinh vật này tiết ra các cấu trúc canxi carbonate, tạo thành các cấu trúc giống như rạn san hô trong nước. Mặc dù khác với các rạn san hô hiện đại, nhưng cấu trúc này đã tạo ra môi trường sống cho các sinh vật khác, mang lại sự bảo vệ và ảnh hưởng đến các kiểu trầm tích địa phương. Sự phát triển của những rạn san hô ban đầu này báo trước sự phát triển trong tương lai của các hệ sinh thái rạn san hô phức tạp vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Các nhóm sinh vật kỷ Cambri. Kỷ Cambri được đặc trưng bởi sự xuất hiện của hầu hết các ngành động vật mà chúng ta biết ngày nay. Trên thực tế, ngành động vật duy nhất tiến hóa sau kỷ Cambri là Bryozoa. Sau đây là các nhóm ngành chính có số lượng nhiều nhất trong thời kỳ này. Số 1. Động vật chân khớp, Acrobos. Như ngày nay, động vật chân đốt là nhóm động vật lớn và đa dạng nhất trên trái đất vào kỷ Cambri. Nhóm này đã trải qua sự phát triển đáng kể vào thời kỳ kỷ Cambri sớm và giữa. Ngành Acrobota này bao gồm các nhóm sống như côn trùng, nhện, động vật giáp xác cũng như các nhóm đã tuyệt chủng như bọ ba thùy. Chúng chiếm giữ nhiều vùng sinh thái khác nhau và đóng vai trò đa dạng trong hệ sinh thái biển kỷ Cambri. Số 2. Động vật tay cuộn, Brachiopods. Động vật tay cuộn rất phong phú và đa dạng trong kỷ Cambri và tồn tại trong suốt phần lớn lịch sử trái đất. Động vật tay cuộn ở kỷ Cambri là loài ăn lọc không cuống. Chúng sử dụng một cấu trúc chuyên biệt gọi là lophophore để thu hút và giữ hạt thức ăn lơ lửng trong nước. Số 3. Động vật thân mềm, Mollusk. Nhóm động vật thân mềm bao gồm các sinh vật như ốc, chai và động vật chân đầu. Động vật thân mềm thường được bao phủ bởi lớp vỏ cứng. Chúng thể hiện một loạt các chiến lược kiếm ăn và vai trò sinh thái, bao gồm động vật ăn cỏ, săn mồi và ăn lọc. Số 4. Loại da gai, Echinoderm. Động vật da gai kỷ Cambri là tổ tiên của sao biển, diếm biển và hoa loa kèn biển hiện đại. Chúng xuất hiện và đa dạng trong kỷ Cambri. Các thành viên của nhóm này được biết đến với tính đối xứng xuyên tâm bậc năm độc đáo. Động vật da gai là loài săn mồi, ăn cỏ và lọc thức ăn trong hệ sinh thái Cambri. Số 5. Động vật có dây sống, Chordates. Động vật có dây sống là một nhóm động vật bao gồm động vật có xương sống hiện đại và họ hàng gần của chúng. Các dây âm sớm xuất hiện trong kỷ Cambri rất nhỏ và rất đơn giản. Nó trông không giống những thành viên còn sống của nhóm này. Đặc điểm nổi bật của những dây sống ban đầu này là dây sống, một loại cấu trúc cột sống nguyên thủy. Các nhà khoa học coi các động vật có dây sống kỷ Cambri là tổ tiên sớm nhất của động vật có xương sống hiện đại. Ý nghĩa của các hóa thạch trong quá trình tìm hiểu kỷ Cambri. Kỷ Cambri đại diện cho một khoảng thời gian quan trọng trong hồ sơ hóa thạch vì hai lý do chính. Đầu tiên là sự thay đổi trong điều kiện biển tạo điều kiện cho việc bảo tồn hóa thạch đặc biệt. Các địa điểm như Burgess Shale và Changjiang Biota đã được ghi nhận vì có khả năng bảo tồn đáng chú ý các sinh vật thân mềm thường hiếm thấy trong hồ sơ hóa thạch trước kỷ Cambri. Kỷ Cambri cũng chứng kiến sự tiến hóa của các nhóm động vật có phần cứng bị khoáng hóa. Những phần cứng này có cơ hội được bảo tồn và hóa thạch cao hơn các mô mềm của các sinh vật sống trước thời kỳ này. Kết quả là dấu vết hóa thạch của kỷ Cambri có rất nhiều hóa thạch được bảo quản tốt với cấu trúc khoáng hóa. Bọ ba thùy là một trong những hóa thạch phong phú và dễ nhận biết nhất từ kỷ Cambri. Chúng có bộ xương ngoài cứng cáp thường được bảo quản tốt trong các mẫu hóa thạch. Sự bảo tồn đáng chú ý này đã cung cấp cho các nhà khoa học những thông tin có giá trị về hình thái, sinh thái và sự đa dạng của sinh vật kỷ Cambri, các loài bọ ba thùy và các sinh vật tiêu biểu khác của kỷ Cambri, đóng vai trò là những hóa thạch có chỉ số tuyệt vời, hỗ trợ cho việc xác định niên đại tương đối của các loài đá kỷ Cambri và mối tương quan của các tập hợp hóa thạch khác nhau.
tác động đến sự tiến hóa của vụ nổ kỷ Camry. Sự bùng nổ của kỷ Camry là một trong những sự bùng nổ tương đối ngắn của quá trình đa dạng hóa tiến hóa, được đặc trưng bởi sự xuất hiện của nhiều nhóm động vật chính. Sự kiện này thường được gọi là vụ nổ lớn sinh học vì tác động sâu sắc của nó đến quá trình tiến hóa tiếp theo của sự sống trên trái đất. Vụ nổ kỷ Camry thể hiện sự tăng trưởng nhanh nhất về số lượng các nhóm động vật mới quan trọng trong lịch sử trái đất. Trong thời kỳ này, các sinh vật có nhiều sơ đồ cơ thể, đặc điểm giải phẫu và chiến lược sinh thái khác nhau đã xuất hiện. Sự bùng nổ đa dạng này đã đặt nền móng cho quỹ đạo tiến hóa tiếp theo của sự sống trên trái đất. Ngược lại với các động vật có ở thời kỳ trước, sự bùng nổ của kỷ Camry đánh dấu bằng sự xuất hiện các nhóm sinh vật có bộ phận cơ thể phức tạp như đầu, đuôi, chi và các cơ quan khác biệt. Điều này đánh dấu một sự chuyển đổi lớn từ các dạng sống đơn giản hơn và tạo điều kiện để cho sự tiến hóa của các sinh vật tiên tiến và chuyên biệt hơn trong các thời kỳ sau này. Một khía cạnh đáng chú ý khác của quá trình tiến hóa trong thời kỳ bùng nổ kỷ Camry là cuộc chạy đua vũ trang trong việc tiến hóa. Với sự phát triển của các hoạt động săn mồi, động vật bắt đầu phát triển các cấu trúc và hành vi kiếm ăn chuyên biệt, dẫn đến các tương tác sinh thái mới và định hình cấu trúc của hệ sinh thái biển. Mạng lưới thức ăn phức tạp đã được thiết lập và nhiều loài con mồi đã phát triển cơ chế phòng vệ để có cơ hội chống lại kẻ săn mồi. Vụ nổ kỷ Camry chắc chắn đã để lại nhiều dấu ấn đáng kể trong hồ sơ hóa thạch. Khi nhiều sinh vật mới và đa dạng xuất hiện, chúng nhanh chóng bị hóa thạch. Việc bảo tồn đặc biệt các loài sinh vật đã tiến hóa trong thời kỳ này đã mang lại những sự hiểu biết vô giá cho các nhà nghiên cứu khoa học về việc giải phẫu, tính đa dạng và mối quan hệ sinh thái của các sinh vật kỷ Camry. Sự kiện tuyệt chủng kỷ Camry. Mặc dù kỷ Camry được biết đến với sự bùng nổ tiến hóa đáng chú ý, nhưng cũng có một số sự kiện tuyệt chủng cục bộ ảnh hưởng đến quỹ đạo của sự sống trong thời gian đó. Những sự kiện tuyệt chủng này không có ở quy mô như những sự kiện xảy ra ở các thời kỳ sau này, nhưng vẫn đủ lớn để ảnh hưởng và tác động đến hệ sinh thái kỷ Camry. Một số sự kiện này bao gồm: Số 1. Sự tuyệt chủng cuối Bothomian. Sự kiện tuyệt chủng End Bothomian xảy ra ở ranh giới giữa thống Terenuvian và thống Camry 2 khoảng 521 triệu năm trước. Sự kiện này diễn ra tương đối cục bộ và chủ yếu ảnh hưởng đến môi trường Biển Đông. Nó dẫn đến sự biến mất của một số nhóm sinh vật nhất định, bao gồm cả một số loài bọ ba thùy thời kỳ đầu. Tuy nhiên, nó không làm gián đoạn quỹ đạo chung của quá trình tiến hóa kỷ Camry. Số 2. Sự kiện Toyonian. Sự kiện Toyonian còn được gọi là sự không phù hợp lớn, xảy ra xung quanh ranh giới giữa thống Camry 2 và thống Camry 3, khoảng 509 triệu năm trước. Sự kiện này được đánh dấu bằng sự suy giảm đáng kể tốc độ lắng động và sự xói mòn của các lớp đá hiện có. Mặc dù không phải là một sự kiện tuyệt chủng theo đúng nghĩa truyền thống, nhưng đó đã làm gián đoạn việc bảo tồn các hồ sơ hóa thạch và dẫn đến một khoảng trống trong hồ sơ địa chất. Số 3. Tuyệt chủng Camry muộn. Vào cuối kỷ Camry khoảng 497 triệu năm trước, sự kiện tuyệt chủng cuối kỷ Camry đã diễn ra. Sự kiện này chủ yếu ảnh hưởng đến bọ ba thùy và răng nón, dẫn đến sự suy giảm và tuyệt chủng của nhiều loài trong các nhóm này. Nó dẫn đến sự biến đổi của quần thể bọ ba thùy và mở đường cho sự phát triển tiếp theo của các nhóm khác trong kỷ Ordovic. Vừa rồi là những thông tin mình muốn truyền tải đầy đủ và dễ hiểu đến các bạn, mặc dù video đã khá dài rồi. Các bạn có ý kiến gì hãy để lại ở phần bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.